第222天, ngày 222. Em cũng thích, nếu có em cũng muốn thử chút xem. 我也喜欢, 有的话我也想试一试. Trong đó cách nói 试一试, cũng có thể nói thành 试试. 我 也 喜 欢 有 的 话 我 也 想 是 一 是 我也喜欢, 有的话我也想试一试. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cài đặt. An trang. Phiền phức, phiền. Má phản. Vị của đồ ngọt. Thiên phiền đỡ quầy tạo. Nói chung là. Tổng chí. Nhớ thông báo cho chị. Chị đỡ thông chí của. Vẫn luôn luyện tập nói tiếng Trung. Y chí luyện xí giảng Trung Quân. Y chí luyện xí xua Trung Quân. Khó trách, chẳng trách. Nán quài. Chọn chuyên ngành. Chuyển chuyên nghiệp. Liên hệ ngay. Mà sang liên xỉ. Tối nay ăn lẩu buffet. Chi hoàn chư tự chủ hồ cua. Sau đó. Rán khẩu. Chắc là có không ít. Yên gái yếu bù sào bà. Tạm biệt chú. Sú sú zài jiàn. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bàn gà xào sứ zài chào cháo. Lâu lắm không ăn lẩu kiểu chung rồi. Hào chiều mới chư trung sư hồ cua lợ. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong đờ chan chù. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Tận mắt nhìn thấy. Chi yên khan diện. Con gái nói chung chỉ giới tính nữ. Nữ sinh. Một chiếc, chỉ quần áo. Ý diện. Thử một chút. Sì sì. Sì ý sì. 试一下。